19. Nào Kim Đậu, nào uống nước đi. Ăn miếng kẹo. Đáng lắm phải không? Mau mau cho ăn kẹo đi. Nào ăn một cái. Ngoan ghê. Từ hôm nay thằng bé này sẽ ngủ phòng tôi. Dạ lão gia. Đây là con độc đinh của Tuyên gia mình đấy. Phải rồi, Tuyên gia còn phải trông cậy vào nó duy trì cơ mà. Đi chơi đi. Lão gia, ông định đi đâu vậy? Qua từ quán xem. Lão gia, không hay rồi. Không hay, không hay, lại không hay rồi. Nó không hay quen miệng quá, có thể ăn thay cơm đấy. Được rồi, nói đi, có chuyện gì? Lão gia, bác sĩ Dương kia tới. Ông ấy qua phòng của Tứ Thiếu Gia thăm Tứ Thiếu Phu Nhân rồi. Nói thế nào? Bác sĩ Dương nói Tứ Thiếu Phu Nhân sắc mặt ửng đỏ, sốt cao, đi kèm với tiêu chảy. Là triệu chứng tả điển hình. Bị tả sao? Nhị Thiếu Gia đâu? Nhị Thiếu Gia đưa bác sĩ Dương vào xong, không hề bước vào phòng. Sau đó thì đi luôn. E là Tuyên gia sắp xảy ra tai họa lớn rồi. Bích Dương, Bích Dương, Tứ Thiếu gia, Bích Dương, đau quá. Bích Dương, em sẽ không sao đâu, em sẽ không sao đâu mà. Tứ Thiếu gia, anh tránh xa tôi ra một chút, tôi bị tả rồi, sẽ ly đấy. Tôi sẽ không rời bỏ em đâu. Bích Dương, tôi sẽ không rời bỏ em đâu. Tôi sẽ không rời bỏ em đâu. Tôi sẽ không rời xa em. Bích Dương, anh Tư. Em sẽ không sao đâu. Anh Tư. Chị Tư không bị mắc bệnh tả thật chứ? Bích Dương không thể nào bị tả được. Mẫn Nguyệt, Mẫn Nguyệt, cô qua đây. Cô có quen bác sĩ Tây Y nổi tiếng ở Hàng Châu không? Có, chúng ta đi tìm luôn. Được. Bệnh nhân mất nước nghiêm trọng, da khô, hình thành nếp nhăn, môi lưỡi khô khan, huyết áp hạ, hơn nữa còn sốt cao gần 40 độ. Gần như có thể kết luận là triệu chứng của bệnh tả. Bác sĩ, bệnh nhân không ăn gì không sạch sẽ, sao lại bị tả được? Bác sĩ, tôi xin anh cứu cô ấy với. Dù anh muốn thứ gì, Tuyên gia chúng tôi cũng sẽ đáp ứng. Tôi là bác sĩ, cứu người bệnh vốn là thiên chức của tôi. Dân. Chỉ có điều, mấy hôm nay Hàng Châu bị bệnh dịch hoành hành, toàn bộ thuốc tây đều đã bán hết. Hơn nữa, tình trạng hiện giờ của bệnh nhân, kể cả mọi người có thuốc, chỉ e là quá muộn rồi. Cho nên, mọi người vẫn nên chuẩn bị hậu sự thì hơn. Anh nói lên xin gì thế? Tôi mời anh đến, anh Tư, là để cho anh nói nhảm thế sao? Tứ Thiếu gia thành thật xin lỗi. Số bệnh nhân tôi gặp mấy ngày nay cũng quá nhiều. Tôi hiểu tâm trạng của mọi người. Nhưng tôi cũng đã cố hết sức rồi. Tôi xin lỗi. Bác sĩ, anh cho tôi biết, ở đâu có thể mua được thuốc? Thượng Hải hay là Nam Kinh? Hàng Châu xuất hiện bệnh dịch, dược phẩm dĩ nhiên là vô cùng khan hiếm. Tôi nghĩ Thượng Hải hoặc là Nam Kinh có thể dễ dàng mua thuốc hơn. Được, nhưng mấy ngày nay giao thông đường bộ đường thủy đều vẫn chưa khôi phục. Em sẽ không sao đâu. Tôi tiễn anh. Em yên tâm nhé. Em sẽ không sao đâu. Em sẽ không sao đâu. Bích Dương, Bích Dương, Tứ Thiếu gia, Bích Dương, em tỉnh rồi. Cậu Tứ, giờ là lúc nào rồi mà còn dính như keo? Em bỏ cô ấy ra, em không sợ bị truyền nhiễm hả? Anh cả anh hai, các anh định làm gì vậy? Dạ, sao bọn anh đến do thẩm Bích Dân cách ly? Làm vậy cũng chỉ vì an toàn cho cả nhà thôi. Cũng là bất đắc dĩ. Cách ly ở đâu? Căn phòng của phía sau nhà. Cậu Tư à, em cũng đừng quán trách. Gia làm vậy cũng là vì tốt cho cả nhà mình thôi. Phải đấy. Bọn em không đi. Chuyện này không do em quyết định được đâu. Khiến đi. Dân. Các người ai dám? Ai dám? Ai dám tới gần thử xem? Tôi liều mạng với kẻ đó.
Cậu Tư, em điên rồi à? Em phải nghĩ cho tất cả mọi người trong nhà chứ. Biết bao nhiêu mạng người. Tứ Tiêu Gia, Tứ Tiêu Gia, chuyển đi. Tôi đồng ý chuyển. Kích Dân, chúng ta không chuyển. Đây là phòng của chúng ta. Chúng ta không chuyển đấy. Kim Đậu, lát trống ông nghe thử nào. Lát trống ông nghe thử nào. Cho ông nghe thử nào. Hay thật. Lão gia, Tứ Thiếu gia sống chết không chịu đi. Giờ đang động tay động chân với Đại Thiếu gia đó. Cậu đi bảo với nó. Giờ đang là dịch tả, không phải chuyện đùa. Dạ, khẩn trương, đưa thằng bé vào phòng. Nào, chúng ta đi thôi. Sao con lại đến đây nữa vậy? Dạ. Vẫn muốn đưa thằng bé về à? Còn thiếu hiểu chuyện quá. Giờ nhà đang xảy ra dịch tả, để thằng bé ở đây là vì an toàn của nó. Cậu mau về đi. Vâng, cha. Má Lu, con đói rồi. Cục cưng à, con cứ ở đây ngoan ngoãn nhé. Má sẽ quay về ngay. Chờ chút nhé, Tiểu Thiếu gia. Kim Đậu, sao con lại chơi ở đây một mình? Con đói rồi à? Cái bánh này ở đâu ra đây? Có một bạn nhỏ bên ngoài đưa con. Lúc này mà ăn đồ người khác cho là sẽ bị ông mắng đó. Tím là ai? Hình như con chưa từng gặp Tím. Tất nhiên là gặp rồi. Tím là Tím Tư phải không? Kim Đậu, con là cháu đích tôn của Tuyên gia mình. Ngày nào cũng được má Lý, má Dương chăm. Không bao giờ ra khỏi cửa. Làm sao phân biệt được? Cứ gọi ta là Tím Tư cũng được. Dạ. Các người bỏ ra, bỏ ra. Bích Dương. Dạ, dạ. Bích Dương. Hiếu Bá Hiếu Trọng, Dân Dân, mau bố trí người đến phòng thằng Tư, mang hết đồ đạc đem đốt đi. Không những phải đốt, phải chôn sâu. Dân, biết rồi ạ. Từ từ đã, còn chưa nói hết mà. Nghe này, loại bệnh này lây lan cực kỳ nhanh. Tuyền gia chúng ta đông người, một khi để lây lan, hậu quả sẽ khôn lường. Bắt đầu từ hôm nay, phải dặn tất cả mọi người giám sát lẫn nhau. Bất kể ai bị tiêu chảy, bị sốt, nhất định phải canh chừng, điều trị thật nghiêm khắc, đã rõ chưa? Rõ rồi à. Cha cũng cẩn thận nhé. Hiếu Quý à, con đừng buồn nữa. Cô ấy đã mắc phải loại bệnh này thì hết cách thật rồi. Con yên tâm, nếu cô ấy có gì bất trắc, Tuyền gia nhất định sẽ lo cho cô ta, an táng cho cô ta thật long trọng. Ngô tiên sinh, đã tới lúc nào rồi mà cậu vẫn còn đến đây? Tôi vừa đi dò đường về. Tứ Thiếu phu nhân sao rồi? Cha, cha cũng thấy rồi đấy. Bích Dân sắp không qua nổi rồi. Cha hãy niệm tình cô ấy sắp tắt thở. Nhận lời cô ấy một chuyện đi. Cậu muốn cha nhận lời cô ấy chuyện gì? Bích Dân hai lần gả vào Tuyên gia, liên tục ở lại chỉ là muốn... Muốn gì? Muốn... Muốn lên thư quán đọc sách. Lên thư quán đọc sách. Một người phụ nữ như cô ta, không danh không phận sao có thể lên thư quán được? Cha, Bích Dân không có thân phận gì hiển hách.
Nhưng giờ cô ấy ra nông nỗi này rồi, chẳng phải vì bảo vệ cho thư quán của Tuyên gia nên mới bị sặc nước bẩn, để lại mầm bệnh sao? Cha, cha hãy chấp thuận yêu cầu của Bích Dân đi mà. Tổ quấn, sao con có thể quên tổ quấn chứ? Chẳng lẽ là để con, để cha cùng nhau làm trái tổ quấn sao? Cha, Bích Dân sắp không qua nổi rồi. Cha hãy chấp nhận yêu cầu của cô ấy đi. Cha, con xin cha đấy. Con xin cha, con xin cha. Tuyên lão gia, tôi thấy tâm nguyện của tứ thiếu phu nhân không hề quá đáng. Nếp sống xã hội đang cởi mở, tứ thiếu phu nhân theo đuổi tri thức, khát khao bình đẳng. Ngài hãy cho cô ấy một cơ hội đi. Ngô tiên sinh, cậu không biết đó thôi. Cái ngày lão phu tiếp quản Tuyên gia, đã thề với tổ tông, nhất định phải tuân theo tổ quấn nghiêm ngặt. Tổ quấn đó cậu biết không? Cha, anh ba tự dẫn. Thẩm lão tiên sinh lại chết quan ở Tuyên gia, nhưng Thẩm Bích Dân ở Tuyên gia mình thì chưa được sống một ngày nào sung sướng. Nếu cô ấy cứ thế ra đi, con hổ thẹn với cô ấy lắm cha. Cha hãy đáp ứng yêu cầu nhỏ bé này của Bích Dân đi. Dù chỉ cho cô ấy lên thư quán ngồi một lát thôi, cũng xem như cô ấy hoàn thành tâm nguyện rồi. Bích Dân chẳng cần an táng long trọng gì hết. Cha, con xin cha đấy cha. Cha, con cầu xin cha. Tuyền lão gia, Ngô thờ cũng cầu xin ngài. Hồ đồ, các người hồ đồ hết rồi. Nghĩ xem, một người phụ nữ mà lên thư quán thì tôn nghiêm giá trị của một thư quán Tuyên gia còn đâu. Vô lý vô cùng. Cha, cha không được đi. Cha phải nhận lời với con. Cha không được đi. Lão gia, lão gia không hay rồi. Lão gia, lại làm sao nữa? Lão gia, đại phu nhân sai tiểu nhân đến chuyển lời. Nói. Nói gì? Nói kim đậu đột nhiên tiêu chảy nôn mửa, có lẽ mắc bệnh tả rồi. Kim đậu nhiễm bệnh rồi sao? Đã tìm bác sĩ chưa? Đi tìm rồi à? Tuyền lão gia, Ngô Thời mượn xe hơi của Tuyền lão gia một buổi, đi Thượng Hải mua thuốc. Được được, đi thôi. Người anh em này, anh đi cùng tôi đi. Đi, ra lấy thêm ít tiền. Dọc đường phải chăm sóc cho cô ấy cẩn thận. Dinh, đi đi. Dinh. Tuyền hiếu quý, trước khi Ngô Thời về, nếu Bích Dân có mệnh hệ gì, tôi nhất quyết sẽ không để yên đâu. Bích Dân, tôi vô dụng. Cha không chịu nhận lời. Ông ấy không nhận lời. Tôi nghe thấy hết rồi. Bích Dân, nhị Lý Tử, nhị Lý Tử, Ngô tiên sinh, Ngô tiên sinh, anh phải đi sao? Mẫn Nguyệt, sao cô lại đến đây? Tôi phải đi Thượng Hải với anh, tôi phải đi mua thuốc với anh. Của chị Tư và Kim Đậu, cô xen vào làm gì? Nước lũ còn chưa rút hết đâu. Tôi là anh cho tiểu thư biết đúng không? Tôi lo cho anh nên mới muốn đi cùng, không liên quan đến anh ấy. Mẫn Nguyệt, chúng tôi đi mua thuốc, không phải là đi chơi đâu. Tôi không cần biết, tôi nhất định phải đi cùng với mọi người. Ngồi xuống ngay. Nghĩ cách gì đưa tiểu thư đi. Đi theo tôi. Chờ tôi với. Hai anh làm gì vậy? Cha, Kim Đậu. Cha, cha, làm sao bây giờ? Bác sĩ đâu? Vẫn chưa tới. Lúc ở chỗ ta nó còn bình thường mà, sao một lúc mà đã ra nông nỗi này rồi? Trông con kiểu gì vậy? Cha, vừa sáng ra cả nhà đều đang giúp cậu Tư và Thẩm Bích Dân chuyển nhà. Má Lưu nhìn Kim Đậu đang chơi trong sân, bèn nói với Hà Anh. Ai ngờ lại đổ bệnh thế này chứ. Thằng bé nói gì? Kim Đậu nói, nó nói từng gặp thím Tư. Từng gặp thím Tư? Sao có thể chứ? Kim Đậu từng ghé phòng của ta sao? Chắc chắn là đến rồi. Nếu không sao có thể ra nông nỗi này chứ. Thằng bé còn nói gì nữa? Cũng không nói gì thêm. Sao lại đi lấy cho trẻ con chứ? Lý nào lại thế?
anh bắt nạt tôi. Bác sĩ, sao rồi? Rốt cuộc thế nào rồi? Bác sĩ, bệnh của cháu trai tôi, chuẩn bị lo hậu sự đi. Cậu nói cái gì? Bác sĩ, thằng bé mới phát bệnh mấy canh giờ thôi, sao có thể chứ? Theo tôi được biết, cậu bé này từ nhỏ đã yếu ớt suy nhược, rồi thêm chuyện của Tuyên gia, vốn dĩ đã có bệnh rồi. Với thể trạng của cậu ấy, làm sao chống đỡ nổi? Thứ cho tôi lực bất tòng tâm, xin cáo từ. Bác sĩ, anh không thể đến thuốc còn không kê mà đã mặc kệ chứ. Triệu chứng nàng thế này, không có thuốc đặc trị, không có cứu vãn được đâu. Bác sĩ, tôi xin anh, Kim Đậu là con trai độc đinh của Tuyên gia, tôi xin anh đấy, tôi xin anh. Bây giờ thứ có thể cứu cậu ấy duy nhất chỉ có thuốc tây, nhưng cả thành Hàng Châu này đã cháy hàng hết rồi. Dạ thằng cả, con đừng sốt sắng. Một tiên sinh đã đến Thượng Hải, có thể sẽ mang được thuốc về. Sao thế? Không có gì, Ngô tiên sinh. Nhìn nặng bầu tâm sự thế này, còn nói không sao? Không sao, không sao tự mà. Không sao thì tốt. Bích Dân, Bích Dân, Bích Dân, em mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Em tuyệt đối đừng có ngủ. Bích Dân, Bích Dân, em sẽ khỏe lại mà, hãy tin tôi, em chắc chắn sẽ khỏe lại. Em muốn nói gì? Em nói đi. Con của chị cả ra sao rồi? Nó không sao, nó vẫn ổn lắm. Hai người đều sẽ khỏe lại thôi. Đừng giấu tôi nữa, tôi nghe thấy hết rồi. Cậu bé cũng bị bệnh như tôi. Bích Dân, hai người đều sẽ khỏe lại mà. Không được, tôi phải đi thăm Kim Đậu, thăm chị cả. Bích Dân, em đừng đi, em không được đi. Vốn dĩ họ đã nghi ngờ bệnh của thằng bé là do em lây rồi, nhưng nếu không đi, tôi sẽ càng thêm dây dứt. Tôi hiểu được tâm trạng của em, nhưng người khác thì chưa chắc đã hiểu. Hiện giờ Ngô tiên sinh đang trên đường đi Thượng Hải thôi, tình trạng không lâu nữa anh ấy sẽ mang được thuốc về thôi. Chỉ cần có thuốc về, hai người sẽ đều được cứu. Tứ Tiên gia, nhất định phải cứu Kim Đậu, nhất định phải cứu cậu ấy. Nhưng e là Bích Dân không chờ được ngày đó nữa rồi. Đều tại tôi. Nếu không tại tôi thì em đã không dầm mưa mắc bệnh. Nếu không tại tôi canh đập tích trách thì em cũng đã không mắc bệnh thế này. Tứ Tiên gia, tôi có lời này muốn nói. Chúng ta vẫn luôn là vợ chồng hữu danh vô thực. Bây giờ tôi sắp phải đi rồi, anh có còn coi tôi là chị ba nữa không? Không, không, em đã không còn là chị ba của tôi nữa rồi. Không phải nữa rồi. Vậy anh coi tôi là gì? Là vợ. Trong lòng tôi, em đã là vợ của tôi từ lâu rồi. Được, được. Tứ Tiên gia, hai chúng ta chưa một ngày làm vợ chồng chân chính, đều tại tôi.
Tôi nên nói những lời tâm can cho em biết sớm hơn, để em biết được tấm lòng của tôi, để em biết tôi yêu em đến giường nào. Là tôi hồ đồ, là tôi ngu độn. Bích Dân, tôi muốn xin em tha thứ. Tha thứ cho tôi trước đó đã không đủ tốt với em. Nhưng bây giờ tôi cũng biết phải đối xử với em như thế nào nữa. Nếu ông trời có thể cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ nói ngay cho em biết. Lúc gặp được em, tôi đã yêu em. Em là người của Tuyên Hiếu Quý này. Em là người của Tuyên Hiếu Quý này. Em là người của Tuyên Hiếu Quý. Mẫn Nguyệt, anh Tư, Mẫn Nguyệt, Kim Đậu thế nào rồi? Anh cả kiếm được thuốc rồi, nhưng cho Kim Đậu uống, kiểu gì cũng không uống được. Em, chị Tư, chị đừng lo, chị cả đã đi xin xăm, nghe nói là một lá xăm tốt. Bích Dân, em chờ tôi chút. Lão gia, hai người của dân đảng đó lại đến hỏi về vụ của Giàn Thành Quân rồi, cho bọn họ vào. Cậu đi bảo với bọn họ không sợ lây bệnh thì cho chúng ở lại Tuyên gia điều tra thông thả. Dạ. Hết đường rồi. Muốn nằm sau lưng tôi? Ngô tiên sinh. Sao? Không dám nữa hả? Không, Ngô tiên sinh. Anh làm vậy vì tiền hay là được ai sai khiến? Ngô tiên sinh, tha cho tiểu nhân đi. Vì tiền, anh có thể cho tôi biết. Còn vì mạng thì anh phải cho tôi biết là ai sai khiến. Ngô tiên sinh, tiểu nhân cầu xin anh, tha cho tiểu nhân đi. Tha cho tiểu nhân đi mà Ngô tiên sinh. Đập là anh phá sao? Ngô tiên sinh, tiểu nhân biết lỗi rồi. Ngô tiên sinh, tha cho tiểu nhân đi. Tại sao anh phải làm thế? Rốt cuộc là ai đã sai khiến anh? Nói. Ngô tiên sinh. Thôi, tôi không có thời gian so đo với anh nữa. Anh đi đi. Cảm ơn Ngô tiên sinh. Ngô tiên sinh, anh làm gì vậy? Ngô tiên sinh, anh cẩn thận đấy. Ngô tiên sinh. Chị Tư, chị có nghe được không?
Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Chị Tư, chị đừng dọa em. Chị tuyệt đối đừng ngủ. Chị Tư, chị Tư, chị nhìn Mẫn Nguyệt đi. Chị nhìn Mẫn Nguyệt đi. Chị tuyệt đối đừng ngủ. Chị Tư, anh Tư sắp quay về rồi. Chị Tư, chị đừng dọa em. Chị cố gắng lên. Chị Tư, chị đừng ngủ mà. Chị Tư, chị Tư, chị nhìn em đi. Chị Tư, chị cả. Được rồi, đừng buồn nữa. Kim Đậu đã ra đi rồi. Mọi người đừng buồn nữa, nên nghĩ về chuyện sau này đi. Dạ. Vậy con về nhé. Con xem con đó. Gọi con qua đây là để bàn bạc giải quyết vụ Thẩm Bích Dân. Sao có thể đi được? Cha, cha muốn xử lý thế nào? Đuổi cô ấy đi hay là chôn sống cô ấy luôn? Con xem sao lại nói năng như thế. Cha, chẳng phải là Quốc Dân Đảng đã đòi người sao? Hay là giao luôn Thẩm Bích Dân đang ốm dễ dở đó cho bọn họ đi. Chị cả. Lão gia, về Thẩm Bích Dân đang bệnh nặng như vậy, e là không sống được bao lâu. Cũng không cần phải lo cho cô ấy nữa. Dù Thẩm Bích Dân, con phải từng nghĩ cách giải quyết thật tốt. Hiểu Trọng, đi tìm kiếm cô quan tài về. Dạ, cha. Phải rồi, cha. Có nên mang hai cái về luôn không? Một to một nhỏ. Anh hai, cổ quan tài to đó để cho anh đấy. Anh... Dạ, con thấy mọi người cả ngày chưa ăn gì rồi. Hay là con đến phòng bếp nấu cháo cho mọi người ăn nhé. Chị Tư, chị Tư, chị Tư, chị Tư, chị đừng dọa Mẫn Nguyệt. Mẫn Nguyệt nhát gan lắm. Chị Tư, chị nhìn Mẫn Nguyệt đi. Chị nhìn em đi, em là Mẫn Nguyệt đi. Chị Tư, chị sao thế? Mẫn Nguyệt sao thế này? Anh Tư, anh nhanh lên. Chị Tư phải làm sao bây giờ? Làm sao thế này? Có chuyện gì vậy? Bích Dân, em đừng dọa tôi. Bích Dân, Bích Dân, sao thế? Em nghe tôi nói, nguyện vọng của em vẫn chưa được thực hiện. Em không thể có mệnh hệ gì. Bích Dân, Bích Dân, phải rồi. Tôi về từ chỗ của anh chị cả về. Họ đi miếu cầu phúc. Kim Đậu đã có chuyển biến tốt hơn rồi. Em cũng sẽ khỏe lại thôi. Anh Tư thật sao? Thật, tất cả là thật rồi. Vậy em cũng phải đi cầu phúc cho chị Tư. Em im đi. Em muốn nói gì? Chị Tư, chị muốn nói gì? Sách, Sách, Sách. Bích Dân, tôi biết rồi. Tôi biết em muốn gì rồi. Sao? Em chờ tôi ở đây. Tôi đi cầu xin cha tiếp đi. Em chờ tôi nhé. Chờ tôi. Mẫn Nguyệt, em chăm sóc cho chị Tư em. Sao cậu lại quay về rồi? Chẳng phải cậu đi mua thuốc cùng với Ngô tiên sinh sao? Em mau về sửa soạn hành lý đi. Chúng ta đi. Đi, đi đâu? Đừng hỏi nhiều nữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu nói đi. Ngô tiên sinh có chuyện rồi. Chết rồi sao? Cậu giết sao? Không phải là tôi giết. Nhưng lúc đầu quả thực là tôi định giết anh ta, giúp em làm tuyên gia hỗn loạn. Nhưng sau đó bị anh ta phát hiện. Nhưng anh ta nóng lòng mua thuốc, định dội qua sông, bị nước lũ cuốn đi mất rồi. Cậu lo anh ta chưa chết, chúng ta sẽ bị bại lộ sao? Tới giờ tôi mới hiểu, giết người không đơn giản như vậy. Nên tôi mới dịu dàng chạy về đây bàn bạc với em. Tôi muốn đưa em đi, rời khỏi tuyên gia, tránh xa những sự phiền phức này. Tôi biết rồi. Trước khi trời sáng, anh chờ tôi ở chùa Báo Ân. Chúng ta cùng đi. Cha, cha hãy nhận lời con đi mà. Con trai xin cha đi. Con xin cha, con được sao? Cha, lão gia, lão gia, lão gia. Sao có mỗi mình cậu quay về? Ngô tiên sinh đâu? Lão gia, Ngô tiên sinh. Sao thế? Ngô tiên sinh nhảy xuống sông chết đuối rồi. Cậu nói cái gì? Cậu nói tên hộ Ngô đó làm sao? Cậu nói lại xem. Ngô tiên sinh chết đuối rồi. Tứ thiếu gia,
Gọi Hiếu Trọng đến đây cho ta. Vâng. Nhị Lý Tử, cậu trình bày rõ dù gì của Ngô Tiên Sinh cho tôi. Tôi cũng là đi cùng với Ngô Tiên Sinh. Lúc chuẩn bị qua sông, cầu bị gãy. Sau đó Ngô Tiên Sinh sốt ruột lộ qua sông. Kết quả bị nước sông cuốn đi mất. Chị Tư, chị mau tỉnh lại đi. Chị mở mắt ra nhìn Mẫn Nguyệt một chút. Chị Tư, Mẫn Nguyệt, không hay rồi, có chuyện rồi. Mẫn Nguyệt, có chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Chị hãy nói ra, em đừng cuốn nhé. Em không cuốn. Nhị Lý Tử cũng đi mua thuốc với lại Ngô Tiên Sinh về rồi. Cậu ấy nói Ngô Tiên Sinh. Chị hai, chị nói gì cơ? Ngô Tiên Sinh bị làm sao? Chị nói đi, chị hai. Anh ấy làm sao? Ngô Tiên Sinh lội qua sông bị chết đuối rồi. Được rồi. Bích Dân, em nằm yên đấy. Nằm yên đấy. Có chuyện gì vậy cha? Khuya thế này rồi. Chuyện hệ trọng. Ngô Tiên Sinh đi Thượng Hải mua thuốc. Lúc qua sông bị chết đuối rồi. Chết đuối rồi sao? Thế xe của nhà mình thì sao? Khốn nạn. Ngô Tiên Sinh là người thế nào? Là nhân vật nổi tiếng trong xã hội đó. Nhân vật nổi tiếng xảy ra chuyện ở nhà chúng ta, chuyên gia gánh nổi không? Cha, con cũng chỉ là sốt sắng thôi mà. Đi tìm người ngay, đưa cậu ấy theo dẫn đường. Nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão gia, tiểu nhân có một chuyện muốn nói. Chuyện gì nói mau. Trên đường tiểu nhân về, bắt gặp anh em ở nhà nói với tiểu nhân, cha mẹ tiểu nhân ở nhà cũng mắc bệnh tả rồi. Tôi muốn về nhà thăm họ. Lại gặp chuyện tệ hại thế này nữa. Vậy cậu mau về nhà thăm họ một chuyến. Khi nào đi, đến phòng sửa sách lĩnh lương. Cảm ơn lão gia, cảm ơn phu nhân. Hiếu Trọng, sao con đứng đó không đi? Dạ. Sao con cảm giác tên Lý Nhị Tử này cứ hơi lạ lạ? Phải đấy lão gia, tôi cũng nghe kể Lý Nhị Tử này có cờ bạc. Đừng bảo là vừa rồi cậu ta nói dối để lừa tiền nhé. Giờ là lúc nào rồi? Con rảnh mà bàn luận chuyện này. Tìm người là quan trọng nhất. Mau. Đáng Bình, em đến rồi à? Chúng ta mau đi thôi. Vì Lý Tử, tôi không thể đi chung với cậu được. Tứ thiếu gia. Bích Dân, em tỉnh rồi. Tôi biết, chắc chắn là em sẽ qua được mà. Bây giờ tốt rồi. Tôi đi đun thuốc cho em ngay. Tôi đi đun thuốc. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Tứ thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi à? À đúng. Tôi xin lỗi. Tôi nợ anh một quyển nhi. Tứ thiếu phu nhân, không trách cô. Là A Đống vô phúc. Không. Giờ tôi sắp sửa đi gặp cô ấy rồi. Anh có lời gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy. Tứ thiếu phu nhân, cô đừng nói như thế. Cô chắc chắn sẽ khỏe lại mà.
Chắc chắn mà. À đúng, không thể ở lại đây. Cô phải khỏe mạnh lại. Nhị thiếu gia vẫn chưa về à? Chưa ạ, lão gia. Cũng không có tin gì sao? Lão gia, nếu Ngô tiên sinh này mà có chuyện gì thật thì Tuyên gia phải biết làm sao? Liệu có nên tính trước không? Tính trước cái gì? Chuyện này mà bị đồn ra ngoài chắc chắn sẽ náo động xôn xao. Bạn nghĩ xem, Tuyên gia xảy ra nhiều chuyện như vậy còn không tránh là mục tiêu công kích sao? Vì hồ độc sánh mỗi năm một lần của Tuyên gia chẳng phải cũng chẳng ai đói hoài sao? Lão phù lo chuyện tệ hại hơn cơ. Chuyện tệ hại gì? Tuyên nhị gia chắc chắn sẽ làm mưa làm gió. Viện cớ lão phu quản lý Tuyên gia không ra gì, sẽ đứng ra thay thế. Không phải chứ? Không phải sao? Đi xem nhị thiếu gia đã về chưa. Dạ lão gia. Nào Bích Dương, nào uống thêm ngụm nữa đi. Anh Tư, anh Tư, hôm qua Mẫn Nguyệt lại nổi nóng với chị Tư rồi. Mẫn Nguyệt có lỗi với anh. Bích Dân, nào uống thêm ngụm nữa đi. Nước này tôi có bỏ mật ong vào, ngọt lắm. Nào anh Tư, anh Tư, em im đi. Cứ làm sai lại đến xin lỗi, rồi sau đó lại làm sai. Em có thôi đi được không? Em ra ngoài đi. Ra ngoài. Tư thiếu gia. Bích Dân, Bích Dân, em sao thế? Đừng nói Mẫn Nguyệt nữa. Tôi muốn nói với anh một chuyện. Được, được, được. Xin anh nhận lời. Em nói đi, nói đi. Sau khi tôi chết, xin đừng chôn cất. Anh hãy tiêu tơi thành tro, trắc vào bụi của Lý Hương ở Thối Nhật Cát. Tôi muốn hóa thành của Lý Hương, đời đời kiếp kiếp trong nom thư quán. Không, tôi không nhận lời. Anh Tư, chị Tư hồi quan phản chiếu, anh nhất định phải nhận lời chị ấy. Không thể để chị ấy mang hối tiếc ra đi được. Em cút đi. Mẫn Nguyệt, Bích Dân còn ở trong phòng không? Ngô tiên sinh, Ngô tiên sinh, anh vẫn còn sống. Ngô tiên sinh, anh vẫn còn sống. Mẫn Nguyệt, may quá anh không sao. Mà bỏ tôi ra. Bích Dân, phải rồi. Anh Tư, Ngô tiên sinh về rồi ạ? Ngô tiên sinh về rồi sao? Còn mang cả thuốc về, giờ đang cho tứ thiếu phu nhân dùng. Cổ tận cam lai. Đi xem. Nào, được rồi, được rồi. Uống thuốc này là sẽ khỏi bệnh. Nào Bích Dân, tôi đỡ em nằm xuống. Nào từ từ. Phải đấy Bích Dân, đây là thuốc đặc trị. Bác sĩ nói rồi, 2-3 hôm nữa sẽ khỏe lại. Em đi nấu cho chị Tư bát cháo. Bỏ nhiều đường về một chút. Ngô tiên sinh. Dạ. Ngô tiên sinh, cậu về rồi à? Tuyên lão gia, về rồi là tốt, là tốt. Phải rồi, con của đại thiếu gia sao rồi ạ? Đã đi mất rồi. Thuốc cậu mang về đâu? Tứ thiếu gia. Gia, thật tiếc quá. Nếu về sớm hơn một ngày thì cháu trai tôi cũng không tới nổi. Phải rồi, nói gì thì nói, cậu đã cứu một mạng người của Tuyên gia thì là quý nhân của Tuyên gia. Mau đưa cậu ấy đi rửa ráy một chút. Tối nay tôi mở tiệc chiêu đãi cậu. Người đâu, giúp hiếu quý chăm sóc thiếu phu nhân. Dân, nhanh lên. Nào những người khác mau giải tán. Chăm sóc cho cẩn thận nhé. Dạ.
Tứ thiếu phu nhân, Tứ thiếu phu nhân, Tứ thiếu phu nhân, Tứ thiếu phu nhân tỉnh rồi. Tốt quá, cô ấy tỉnh rồi. Tứ thiếu phu nhân, nào nào, từ từ thôi. Tứ thiếu phu nhân tỉnh rồi.